Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục trở lại với City Sport để đóng xe 17. Tôi đã xin hai đội chúng là và phút lượt 11. Cú dứt điểm từ xa. Cú đá. Wow luôn. Wow. Giờ thì đang có mặt trên sân banh rồi, trong diễn ra trận U13 chung kết U13 giữa hai đội gì ta không biết tên, nói chung là được mời ghé xem, không biết tên hai đội. Dạ, Navi Phú Nhuận và Dung Hà. Navi Phú Nhuận với Dung Hà. Ok, trận đấu bắt đầu rồi. Trước khi bước vào trận đấu hôm nay thì sẽ đấu trên 30 giữa thằng Đô Bình. Ok, đứng đây coi trận chung kết này nha. Đá vàng là Phú Nhuận. Chà, U13 to dữ ta. Bên kia áo đỏ Dũng Hà. Ôi, ôi, tình huống khá vui. Số 38, Minh Hậu. Không biết ai sẽ nhận cúp ngày hôm nay. Số 98, Minh Quân. Số 3, Thông Anh. Và đi vào đó, không phải đó là Thông Môn. Số 2 là Bạn Đăng. Lên sân kìa. Giải U13 sân 7. Các bạn có thể thấy khung thành đây khá rộng. Đấy, hai khung thành khá rộng. Và đó là Thần Như Đường các bạn. Trọng tài thứ hai đó là ông Khắc Xuân. Nói chung là cũng không biết tên. Đọc số được không? Chắc đọc số thôi. Ném biên. Bên kia thì có bình luận rồi. Mình cũng đỡ phải bình luận. Xem pha phạt góc nè. Đánh đầu. Cầu thủ rất cao. 13 tuổi. Hết hồn luôn. Cảm ơn TV Tai luôn. Trận đấu chim môn phát tốt. Lên lên, đội số 9, dứt điểm, không vào. Một cú dứt điểm của cầu thủ số 9. Đón được lối sút mà Như Thông đã chuẩn bị tạo ra. Em đã chơi sẵn rồi, góc chết. Mất bánh rồi, cú dứt điểm, ngay sang ngang. Cú dứt điểm của cầu thủ số 7. Đó là cú đá chất lượng đến từ tình người trong tâm. Số 7 đó Trường Sơn. Đá từ xa. Qua với tốc độ. Cơ hội. Vào. Và lên banh với tốc độ. Bùng pha kiếm vào dòng cổ cho đồng đội. Và đó là Duy Thông. Số 9 là gì bạn? Quá tạm và bận và Phú Nhuận đã có được một điểm số. Một không. Đã trên đạt. Và vượt nỗ lực của Đường Sơn đã giúp cho tiền vệ Duy Thông có được một điểm lên. Là bóng cho Phú Nhuận. Trường Sơn. Và một người rất hay. Cơ hội cho Phú Nhuận mới đạt. Quyết định đột phá không thành công. Tuấn Anh xuống lưng á. Rất khỏe. Thể hình tốt quá. Chiếm ưu thế ở những tay đua tranh chấp tay đôi. Giữ bóng lại. Tuấn Anh. Một mình. Cú dứt điểm. Đánh đầu không vào. Của chân cao xuyên thủ của mình thì đó là một cơ hội cho Tuấn Anh. Qua đối diện thủ môn không vào, không có penalty và phá bóng rất kịp thời. Chào mình đấy, hơi sâu. Rất khéo léo. Hẹp bảo cộng không nghe hẹp. Điều tiết sức lúc lối trời trời. Bức tường. Vẫn là Trường Sơn. Chóng nhiều lắm đó. Bạn phối hợp tốt quá. Đội số 9 vào lại rồi. Đúng ạ. Chưa có nhiều quả trống cho đội bóng Phú Nhuận.
luôn, xoay luôn. Hỗ trợ đâu, hỗ trợ đâu. Đẩy luôn sớm. Wow. Tiếp, 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 tiếp. Qua luôn, qua luôn. Wow, đột phá đối thay cầu thủ số 11. Vẫn còn. Không chạm tay. Không chạm tay cầu thủ số 3. Benetti. Benetti thứ 1. Số 8. Wow. Cú đá vào giữa. Số 8 đó là Van Dijk. Một đều. Hết hiệp 1. Một đều. Sai 5. À, bình thường thì theo mình biết trước giờ là dưới 13 tuổi thường đá bóng sai 4 thôi. Nay đá luôn sai 5. Đó. Nhưng mà chắc không phải là tiêu chuẩn của Philip đâu. Chỉ là banh dành cho trẻ thôi. Cũng nhẹ và dễ dàng đá. Nhưng mà vẫn là sai 5. Cái thước sân ở đây thì cũng giống như mấy sân bảy mà mình hay đá thôi. Khung thành lớn, sân cũng khá là rộng, đá 7 người giống tiêu chuẩn phủi ở Sài Gòn đó. Đá giống như người lớn đá luôn, chỉ là có điều là trong sân đang là các bạn nhỏ 13 tuổi. Hôm nay là nhận một lời mời của ban tổ chức giải U13 mời đến xem. Sẵn quay lại cho mọi người xem trận chung kết U13 giải này của anh ấy tổ chức. Thì hy vọng là mọi người sẽ thích. Bên kia là Dũng Hà, vẫn còn hội ý. Bên này thì chuẩn bị ready hết rồi. Đó, vào sân đợi hết. Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta cùng tiếp tục trở lại với City Sport để đóng xe máy bay. Cùng đến sức như hai đội chúng là và Phú Nhuận 11. Cú dứt điểm từ xa. Vào luôn. Quay. Một cú sút từ giữa sân. Quá dữ. Quá hay, quá hay, quá hay. 2-1. Quá bất ngờ. Đi. Đi. Đó là thắng của Minh Quân. Dũng Hà có dành những để có được bàn thắng nữa. Thì nó là ở thắng cuối hiệp một. Đó là những gì cuối hiệp một. Bàn thắng của điểm. Cú sút rất mạnh của hữu số 3. Có khá nhiều những kỳ đạo hữu sự. Cú đánh đầu. Wow. Và ném biên. Bên phía Dũng Hà. Quá. Không được. Vẫn là Duy Thông. Cú dứt điểm. Wow. Cú dứt điểm của cầu thủ số 7. Bóng đi rất hiểm. Bay qua khỏi tay thủ môn số 15 của đội Dũng Hà. 3-1. Tiền đạo Vũ Sương. Tập trung. Tiền đạo Duy Mục đã là công rồi. Mình quân giải đá cho Vũ Nhuận. Vũ dứt điểm từ xa. Không vào. Cú đá quen thuộc của Vũ Quân. Hoa mùa Vũ Sương. Cú đá bóng máu đỏ. Đến banh thủ số 11. Đó đó. Ba người. Cần phải tạo ra bộ đồ chung nhanh. Phản công sở bóng Phú Nhuận, sở đấu đang diễn ra với tốc độ cao hơn rồi. Ưng sở, giật kêu sở. Đội chủ nhà có biến quân cho Hữu Sương. Đó sở. Đó sở. Wow. Pha đỡ bước 1. Xoay người dứt điểm. Được rồi. Điểm cho thủ đạo Hữu Sương và 2 và thắng liên tiếp của thủ đạo đây. Rất tốt. Tỷ số là 4-1 rồi. Cú sút không thể cản phá. Khi mà đội bóng áo vàng đã có được bóng vừa chọn đường xa của đội bóng đội Dũng Hà. Vàng thành. Không. Đây là Minh Quân. Mở bóng chính xác. Cú đá này không được. Không được. Cú đá từ xa của anh Đức. Tỷ số trận đấu vừa là 4-1 và nghiêng về Phú Nhuận. Sợ, sợ, sợ. Nè, đi 1-1 với thông lên. Đấy, thành rồi, thủ số 11. Rất tốc độ, cú dứt điểm. Hơi nhẹ. Đã phong phí rất nhiều cơ hội các bạn. Đang nghe
cô dứt điểm lên trời. Mọi người rất hay, cô số 7. Và một pha phải bắn ngoài không thành công. Vẫn còn tiếp tục một cú dứt điểm của số 7. Và cản phá rất tốt của thủ số 25. Và tiếp tục một cú dứt điểm nữa. Lại là cú đá từ xa nữa của Phương Thiếu Ẩn. Cầm bóng chắc tạo ra những pha phơm chạy trồ linh hoạt. Có tốc độ thủ số 7. Quá người Đắc Long không thành công. Vẫn còn. Thủ phạm đó là số 9 của chúng ta, đó là anh Đức. Một đống cầm bóng rất hay của anh Đức. Số 21, Áo Vàng, dứt điểm. Không chính xác. Đánh bên. Đội số 21, tạt ngang. Không được. Có tốc độ, thủ số 21. Chính trái. Không vào. Một cú sút khá nhẹ. Bùi Tiến Dũng. Thủ môn vừa mới thay người tên Bùi Tiến Dũng nha anh em. Một cú dứt điểm của thủ số 12. Rất nhẹ nhàng, 5-1. Pha tạt bóng và dứt điểm bằng má ngoài của số 21. Rất hay. Đã phạt cho các thủ áo đỏ nhưng một cú dứt điểm ra ngoài. Hết giờ, tỷ số là 5-1. Mỗi lần đá xong là phải ra giữa sân đứng chào thế này nha anh em. Đấy, phải như vậy ấy. Giờ thì bế mạc trao giải. Chúc mừng Phú Nhuận giành chiến thắng 5-1 và giành chức vô địch giải U23 tại sân bóng City Sport đây ha. Và nếu anh em thấy hay thì cho mình một like và subscribe nha. Mình là Phạm Thi, xin chào, hẹn gặp lại.